Nhung xin chào các bạn, anh chị em. Hôm nay Nhung làm nước mắm chay. Cái màu rất đẹp không? Đây là Nhung đã pha nè. Màu rất là tuyệt vời luôn. Hấp dẫn nha. Nếu mà các bạn thích cái món này, vào bếp làm với Nhung nha. Nhung xin chào quý bà cô bác, anh chị em. Hôm nay Nhung làm nước mắm chay. Đây là gồm có là 350 g đường nâu, 300 g muối bột, muối biển. Các bạn có muối hột thì cũng được nha các bạn. Đây một trái khóm, gọi là trái thôm. Nhung cân ở đây là 1 kg đó. À, Nhung xài để đường mía này nè các bạn. Đường nâu. Thì Nhung sẽ coi là lăn nước đó là khoảng 3 lít nước. Nhung sẽ cho đây vô 1 lít rồi. 2 lít. 3 lít chưa? Bây giờ Nhung đã bắt lên bếp cho nó nồi nó sôi nha. Bây giờ Nhung đi cắt khóm. Cắt theo kiểu nào cũng được nha các bạn, dễ cho nó chín có ra cái nước ngọt á. Cái này dễ làm các bạn, nhanh gọn luôn. Cái cùi này mà cũng cho vô luôn cho nó có cái nước ngọt nha. Bây giờ Nhung sẽ cho vào nồi nha các bạn. Đây là hết rồi đó, trái khốt nữa đây. Cái đường á, nên các bạn có thể nêm nếm lại nha. Nêm nếm cho mình vừa ăn á. Thiếu thì mình sẽ cho đường thêm. Muối cũng vậy. Đây là mình chuẩn bị hai cái keo các bạn. Keo mình phải rửa cho nó thiệt là sạch đó, cho nó khô ráo để giữ được cái nước mắm chay mình nó lâu một chút. Nhà mình có chay gì thì mình đựng chay đó nha. Giờ Dung sẽ đi cắt ớt làm nước mắm nha. Cái nồi nước nó sôi rồi các bạn, mình cho muối vào nha. Cho đường luôn. Các bạn cái canh đường, cái đường nó vừa ăn á thì mình phải khỏi thêm nha. Cho nó sôi chút rồi mình nêm nếm lại. Rồi mình cũng cắt tỏi luôn nha các bạn. Thank you.
mình sẽ cho vào cái chén đô luôn. Dung sẽ đổ thêm một lít nước vô nha các bạn. Một trái khóm này nhiều lắm, mình sẽ cho thêm một lít nước vô nữa, là cộng vô là 4 lít nước. Cái muối thì là nó vừa ăn rồi, thì mình chỉ cho đường thêm thôi. Giờ Dung sẽ cân thêm là 250g đường nâu, mình sẽ cho vào luôn các bạn. Như vậy là vừa đó các bạn. Lúc nào mình pha nước mắm đó, mình được cho nước tương vô nữa, cái màu nó đẹp hơn. Chờ cho nó sôi lâu lâu chút cho nó ra hết cái nước ngọt khốm á. Giờ nó sôi lâu lắm rồi các bạn. Bây giờ nó cũng 1 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ chúng tắt bếp nha. Giờ Dung sẽ vớt cái này ra đây, ra cái rổ này. Đây là lát nữa mình còn phải ép với dắt cho nó ra hết cái nước, cái nước ngọt á. Mình chờ cho nó nguội xong rồi mình sẽ lượt qua các bạn. Mình lượt cho nó sạch hết cái trong đó nó cái nước đường khóm rồi đó. Đây khốn mà mình sẽ dắt khô hết rồi các bạn, dắt hết nước rồi, cái nước nó ngọt á. Bây giờ nước mắm chay mình đã làm đã nguội rồi các bạn, giờ mình sẽ lượt qua nha, lượt qua cái khay này có cái vợt này nè các bạn, cái giải lưới á. Giờ mình sẽ lượt qua đây. Giờ Dung sẽ cho vào cái keo này nha các bạn, cho nó đầy hết cái này luôn. Giờ Dung sẽ châm hết luôn. Mình lượt cho nó kỹ sạch sẽ thì nó giữ được lâu nha các bạn. Đây nước mắm chay của mình, cái màu rất là đẹp luôn nha. Chỉ có đường cát vàng á thì nó rất là đẹp. Rồi mình pha vô và thêm chút xíu nước tương vô nữa thì màu nó càng hấp dẫn luôn nữa. Bây giờ Nhung sẽ pha nước mắm chay nha các bạn. Nhung cứ cho vào đây 3 muỗng canh đường. Và 2 muỗng canh nước tương. Nước tương này nè các bạn. Chai nhỏ này nè. Sau đó mình sẽ cho nước chanh. Ba muỗng canh. Giờ đây là cái nước mắm chay của mình nữa các bạn. Đây là 200ml nước mắm chay. Mình cho hết vào đây luôn nha.
mình pha sẵn đó, đến lúc mình cần ăn cái mình có ăn liền. Các bạn nêm nếm vừa ăn nha. Mình quậy cho nó tan đường. Rồi các bạn nêm. Nhìn trông hấp dẫn không nè. Nhà mình có nước mắm sẵn á, nhà cái mình pha sẵn luôn. Nêm nếm nấu ăn đều có nước mắm nhà tại nhà luôn. Đẹp không? Thấy màu thấy hấp dẫn không? Rút mất hết 800 ml nước. Còn 3 lít này là ăn thoải mái luôn. Bây giờ Nhung xin dừng video tại đây nha. Hẹn các bạn video kỳ tới. Chúc các bạn thành công làm nước mắm ngon. Chào.